Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay là một ngày âm u đầy gió các bạn ơi. Mà bây giờ mình đang ngồi dưới mái đèo chày. Cộng thêm hai bé đẹp nữa nha các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Đã thấy gì chưa? Trong tay lại xin lỗi chị coi. Thường mà mấy thằng lỡ lỡ nhưng mà chết mấy thằng rồi. Bị trâu đập chết mấy thằng rồi. Quay như vậy. Rồi dày. Thôi bây giờ tình hình nói luôn cho nhanh mẹ. Mới hôm anh em anh nghỉ mà giờ anh nó nói nó cung cấp cho anh một màn tròn của anh nghỉ hiền lắm luôn ạ. Tròn ai? Cẩn thận tôi nhận. Tròn mày với tròn ai nữa? Tôi không thích rồi bà tôi gì ạ? Tròn ai nữa? Em sao kỳ quá tự nhiên cứ biết tôi anh có làm gì đâu. Không tròn nó tròn tôi đúng không? Cho mấy đứa mạng nó kêu nó tròn mày mà mày điên sao của bà? Điên tôi biết là tôi đâu có làm được cái gì đâu mà tôi làm cái gì bà ơi. Bình thường nhớ cái đâu mà mình đi. Tròn em đúng không? Ừ. Tròn em đúng không? Mà giờ tròn em anh biết hay là tròn ngại. Tròn em. Tròn hà hành trong được. Nói anh nó giỡn vậy thôi giờ tròn mình. Nhưng mà lần này nói chung hay lắm mà bây giờ chắc anh em mình đi ra qua, ở ngoài đó thì mình set up đồ nó mới vô kèo được cho dở gì đúng không? Còn bây giờ trước tiên là con Hà em gọi mình này. Dạ. Anh nghĩ chỉ có ma lực của em mới gọi được mình thôi. Thôi bây giờ là đó em gọi anh mình. Bây giờ em gọi lẹ chứ em ngọng nó em gọi mà em làm gì? Nhằm cho mưa mức độ bà. Con cuộc trời trời gái đó. Cái gì mà nói gì? Nhằm tặng mưa mức độ tốt nhỏ gái luôn. Trời ơi cái quân què gì vậy? Bây giờ tao nói mày mãi mãi không bao giờ có. Hello. Hello. Anh đang làm như vậy. Tôi anh nhớ em nhớ một bao giờ gọi hết mà cứ nhớ à? Đang gọi. Ấy là giờ. Bây giờ anh rảnh không? Anh rảnh không? Anh lúc nào cũng rảnh. Em cần anh lúc nào đó. Không biết sao chuyện riêng tư mà sao mà nói được. Bây giờ em có chuyện đây nhờ anh nè. Anh chuyện gì anh cũng có mặt ở đó. Bây giờ anh anh ra nhà nghỉ. Tôi mày đừng có một phát. Nhà nghỉ Gia Lâm 2 đi. Em lên đá trước xong rồi anh lên đá rồi anh em mình gặp nói chuyện nha. Cái gì chuyện này giỡn vậy? Mày đừng có một phát. Chỗ đó mới riêng thôi chơi giờ chỗ nào. Vậy sao này cũng tạo dữ vậy hả? Nha. Bây giờ em chạy lên thiệt. Em nói thiệt chứ hầu giờ em có giỡn anh không? Không, anh không tin đâu. Em bây giờ em phải chụp hình em coi mới chạy tới chứ tự nhiên hình nó sao vậy? Không, dạ thì em lên tao đó em chụp hình gọi với cho anh. Nha, giờ đợi em. Dạ, đợi em đi với tàu mưa rồi. Thiệt vậy nè Hà. Tức là Hà nó dùng tay gốm được. Anh nói vậy. Người trong lửa hỏi sao vậy chứ. Đừng nhìn lắm. Gọi lắm đó chứ. Bé Hà, tầm bữa giờ thứ lần nào chứ vậy? Chưa. Chưa. Em lên em bị anh suối này chứ không giờ em có gọi ai đâu. Thôi bây giờ là mấy anh em mình sẽ set up cái đi ra ngoài đó nha các bạn. Rồi xem rồi con bé Hà nó sẽ nhắn cái ID phòng qua cho bạn Bình nha các bạn. Chào với châu, nghỉ chào với châu. Người anh Bình, mơ gái quá. Chị ảnh mơ, anh cũng mơ, mắc mơ gì cũng mơ. Không, đúng rồi, nhớ các bạn thêm chân mình nha. Thôi mắt em đi đi. Mưa em mới chích vaccine hôm qua, nó mưa là nó. Nếu vậy mà ở nhà mà làm mầm nhậu được không? Mọi vùng Nam nó tách cái dịch gì là đấy. Mau chích vaccine dầm mưa đâu. Mấy đứa đi nha. Theo bạn ơi, bây giờ hiện tại là trời mưa quá bạn mà thấy hai mấy em đứng dài giờ cũng biết nói sao được. Thử. Thấy khổ không anh? Mà giờ mình bị sự nhiệt con đâu đi bây giờ sao em? Không. Đi. Giờ mấy anh em mình sẽ dầm mưa ra rồi khách sạn nha các bạn. Các bạn thì nãy giờ sao một cái quán đưa mà chạy từ nhà mình ra khách sạn anh lấy áo mình chạy nước luôn các bạn ơi. Có hối hận không? Không hoàng đúng không? Phải coi cục cách mình hả? Cái vậy đâu? Trời ơi! Hoàng quỷ đi vô khách sạn làm gì vui dữ vậy? Trời ơi! Giờ em chưa thấy cái chỗ nào mà chị như này hả? Ừ! Em cũng chưa thấy luôn! Im quá à! Chủ mẹ nó giết khách sạn nó cũng im hả? Ừ! Mẹ nó giết nó cũng đẹp hả? Cái gì vậy đâu? Quả em làm gì vậy hả? Đẹp quá à! Không phải mình ra mình thơ mình ớ mẹ hả? Anh. Wow. Cái đây mớ sao vậy anh? Ừ. Cái đây mớ sao vậy? Cái này mình cũng anh không vừa có đi khách sạn đâu. Ý là
nó bớ một kỹ được tiếng đầu đợt bà hai ở đây này đợt đợt wow nước tạt vô nhà người ta sao uống nhiều người đem thấy như mình đâu đúng rồi mình thơ mình trả tiền mà trong trong chụp hình chị ơi trồng luôn nhái giùm mình đi đây nha các bạn đây không mà nói chung anh dám nói rồi nha đi vậy đầu giờ em có đi đâu em đẹp chưa thì chú hình cười nha chờ em hả Châu, cái gì vậy Châu? Lâu lâu vô chụp cho người ta biết. Nói chung là lần đầu tiên mình dẫn hai nghệ mình vô khách sạn nên sao nha các bạn. Nói chung là giờ vô đây cũng chả biết nói làm sao nữa. Luôn khách sạn bự lắm mà mình vì lý do kỹ thuật nên là mình không có quay với tên khách sạn nha. Rồi mình chốt cái cửa lại nha các bạn. Để mình xếp xếp cái màn coi nha các bạn. Sao xong chưa? Rồi. Bây giờ là ý là tụi em đã thông hết chưa? Hiểu chưa? Bây giờ là chỉ cần truyền không chờ anh bình lên nữa. Ok à, chốt em gọi đợi em nhắn cái địa chỉ rầu rầu cái phòng 104 đâu cái chìa khóa đâu. Ui dồi nếu tính ra khách sạn nó làm kỹ rồi các bạn. Wow thôi gọi em nhắn cái số phòng cho nó qua nha. Đầu tiên mình dẫn hai máy vô khách sạn các bạn. Hầu giờ mình đi đơn thôi mà nay mình đi ở double kill các bạn. Ừ, nên là giờ cảm giác nó hơi bị rung rung mà sao vậy? Để cho em tự xuống cho anh Minh quay 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 mình đẹp cái view khách sạn này rất là đẹp nha mọi người. Nói chung là view ở trước luôn. Nói chung đẹp lắm. Đúng rồi. Giờ sẵn sàng rồi. Bây giờ em tìm cái chỗ nấp nào em chung cho tôi đây nè. Đâu? Vào rồi em. Trời ơi cái túi này vào bạn. Nãy anh vô thì một anh rồi. Không. Chứ không có điểm vào chung này. Rồi, ý xì đi rồi. Thôi giờ với ai rồi phụ anh chút nha. A few moments later. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy là thành chuyện dân dân là
100 quá, tôi cho anh cũng hạ lũ tôi ra đây là 100. Hạ đâu? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Một lần để cô xây một ngàn sẽ không bao giờ tàn phai.